Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa ở cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe ghi lại việc Chúa Giêsu trước khi về trời, Chúa Giêsu đã quy tụ các tông đồ lại và truyền lệnh cho các ông: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin sẽ bị luận phạt. Nhưng mà trước khi Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng tin mừng, thì các tông đồ phải là những người được Chúa Giêsu kêu gọi tuyển chọn, được Chúa Giêsu huấn luyện về đời sống cầu nguyện, về những cách giao tiếp, về những cái tương quan, về đời sống huynh đệ. Và chúng trong thời gian Chúa Giêsu hoạt động thì các tông đồ cũng đã từng được nghe những lời Chúa giảng dạy nơi này nơi kia cho người này người kia, và đã từng thấy được những dấu lạ mà Chúa Giêsu đã làm, và nhất là cảm nhận được tình thương mà Chúa Giêsu dành cho con người, cũng như là tình thương mà Chúa Giêsu dành cho chính bản thân của họ. Và rồi nhất là chứng kiến việc Chúa Giêsu chịu đau khổ, chịu treo trên thập giá, chịu chết, và đã được diễm phúc. Chúa Giêsu sau khi phục sinh đã hiện ra với các ông ban bình an. Tất cả những sự kiện đó đều nói lên tấm lòng yêu thương của Chúa Giêsu dành riêng cho các tông đồ, và cũng như là dành cho tất cả mọi người. Để rồi ngày hôm nay Chúa Giêsu biết còn có nhiều người đang trông mong những lời giảng dạy của các ông, cho nên Chúa Giêsu trước khi về trời cũng thao thức, cũng mong muốn cho mọi người được ơn cứu độ. Và các tông đồ là những người cộng tác với Chúa để có thể ra đi loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Các tông đồ đã vâng lệnh Chúa Giêsu, để rồi các ông bất chấp những khó khăn hiểm nguy, gian khó, bất chấp những cái lời đe dọa, mà thậm chí đe dọa đến chính mạng sống của mình, các ông đã vâng lệnh Chúa để đến với nhiều người, nhiều vùng, nhiều miền khác nhau, sẵn sàng tung gieo lời của Thiên Chúa cho khắp mọi người và ở mọi nơi. Và khi mà trao quyền cho các tông đồ và mệnh lệnh cho các tông đồ đi loan báo tin mừng, thì Chúa Giêsu cũng ban cho các ông những quyền năng, quyền trừ quỷ, quyền chữa lành các bệnh tật, và quyền làm được những cái dấu lạ điềm thiêng. Đó là, và hơn thế nữa, trong lúc mà các ông đi rao giảng tin mừng, không phải là chỉ có các ông đi mà thôi, mà còn có Chúa Giêsu cùng hoạt động, cùng đi, cùng đồng hành với các ông và củng cố những lời rao giảng của các ông. Đó là việc mà Chúa Giêsu đã thể hiện nơi các tông đồ. Và nhìn vào đời sống của các tông đồ thì chúng ta thấy các ngài đã được ở bên Chúa,
đã được cảm nhận tình thương của Chúa và sẵn sàng như là Chúa Giêsu sẵn sàng quan tâm, lo lắng, để ý đến nhu cầu của con người và sẵn sàng làm những cái điều tốt đẹp nhất cho con người. Thì đây cũng là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta. Thực sự chúng ta là những Kitô hữu, là môn đệ của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cũng được mời gọi sau khi đã lãnh nhận bí tích sửa tội. Chúng ta có sứ vụ như là các tông đồ, như là Chúa Giêsu, hãy ra đi đến với muôn dân, hãy ra đi để công bố tin mừng nước Thiên Chúa, mời gọi mọi người tin đón nhận để họ có thể được ơn cứu độ. Điều này chúng ta phải thực hiện không chỉ ngày hôm nay mà trong suốt cả cuộc đời. Chúng ta nối gót theo Chúa Giêsu là đấng rao giảng tin mừng, chúng ta nối gót theo các tông đồ để qua đời sống của mình, qua lời ăn tiếng nói, qua các hành xử của mình giới thiệu Chúa cho anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Marco. Ngài là tác giả của sách Tin Mừng. Ngài đã ghi chép những lời giảng dạy của Thánh Phêrô, những lời giảng dạy của Chúa Giêsu mà Thánh Phêrô đang lắng nghe, đã cảm nhận. Bây giờ Ngài ghi lại để rồi mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi đọc sách Tin Mừng của Thánh Marco, chúng ta cũng dễ dàng hiểu được những lời Chúa Giêsu nói, những việc Chúa Giêsu làm. Lời văn của Thánh Marco trong Tin Mừng rất là đơn giản, ngắn gọn và dễ hiểu. Rồi Ngài cũng ghi lại rất là nhiều phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện, như là phép lạ Chúa Giêsu đến nhà nhạc mẫu của Thánh Phêrô khi mà nhạc mẫu của Thánh Phêrô đang lên cơn sốt, thì Chúa Giêsu đã đến cầm tay để chữa lành cho bà và bà đã được khỏi bệnh. Và nhiều cái sự kiện khác nữa cũng diễn tả tình thương của Chúa Giêsu qua cuộc sống của Ngài, qua những mối ưu tư mà Ngài dành cho con người. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì đã ban cho giáo hội, ban cho chúng ta vị thánh sử, để qua những thánh sử chúng ta hiểu biết nhiều về Kinh Thánh, hiểu biết nhiều về Chúa Giêsu, để chúng ta mỗi ngày mỗi yêu mến Chúa, mỗi ngày thực hiện và làm những việc mà Đức Giêsu đã thực hiện xưa kia. Amen.